Đây là má xinh đẹp. Má đi đâu mà đẹp quá vậy má? Đi ăn đám cưới. Đi đám cưới. Đây bà Tám, bà không có đây. Giờ Lê Quang phải quay giùm bà Tám đây các bạn ơi. Chào các bạn. Đây, chuẩn bị đi đây. Lên đường. Đây, anh Hai với thằng Phi. Chào các bạn. Giờ đi đây nè. Chào các bạn, má chào các bạn nữa má. Chào các bạn, ủa chứ anh chị, đây con. đây là má. Bữa nay bà Tám đi trễ, sao lưng đầu con này Lê Quang là này. Thế giai của bà đây Tám. Cái này này, đây này, vô trong mắt, đuôi mắt này, đã sạch đấy chị hai. Chạy. Chạy quá trễ. Hello, chào cả nhà. Đây là quán mặt camera lăng măng với này. Ồ, caramel. Caramel. Đi đám cứ. Cameraman. Quá trời, mấy đứa nhỏ chuẩn bị cả nguyên một ngày. Đi sớm rồi mà. Chuẩn bị đăng ký rồi ha. À. Tối hôm qua, nó nguyên. Nguyên một ngày hôm qua luôn. Đúng rồi, giống dưới quê đó. Giống đám cưới Việt Nam dưới quê á. Đêm trước là nhóm họ rồi. Ai làm rồi đàn ông ra nhậu xỉn giúp. Ở dưới quê là vậy, đám trước đêm đám cưới là nhậu tè le hết trơn. Ở đây không có. Qua về mấy giờ? 11 giờ. Có nhậu gì không? Không uống, đâu uống đâu, qua về nghỉ hết rồi. Đã tới. Đã tới nhà hàng rồi. Đây là vợ chồng Minh Vinh. Hello. Chị Tuyền. Chào bác. Trời, bác nhìn rất trẻ. Trẻ quá ha. Ờ. Con tưởng bác mới 60 tuổi à. Trời, 85 rồi. Ờ, vậy 85 hả? Trời. Quá ngon đây đây. Đi hướng nào bác? 85 rồi, khỏe tưng hả? Giờ đi vô nhà hàng. Người đi trước là ai đây? Ô, má. Má với lại con trai bận đồ Tông Sịt Tông nè. Anh Quang quay cái đi. Đây. Quay đồ nữa. Đây Tông Sịt Tông. Sĩ quay. Tông Sịt Tông đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, bận đồ đây mà bận đồ này vì má. Đúng rồi. À, quay gia đình anh Hai kìa. Dạ ủa đây. Cô gái da ủa. Bác Nhật đây, hello. Rồi mọi người đang chuẩn bị nha.
lại chút xíu có gì quay tiếp nha anh chị các bạn. Hello, bây giờ là đám cưới của chị Ti, mà mẹ thì đang còn con trong bệnh viện chưa có đi ra, cho nên con sẽ thấy cầu vời quay sơ. Yeah, ở đây là nhà hàng Hồng Kông Pearl gì đó. Bàn của gia đình là nằm ở bên trái sân khấu. Tata, mấy cái bong bóng hôm qua làm nè, cũng ok, hơi xì. Đây là ở đằng trước, cũng tựa lần trước. Nguyên cái vòng hoa. Hello. Chỗ chụp hình nằm ở bên đô. Ủa, bà ngoại, bà ngoại tới rồi hả? Phù dâu với phù rể làm bình phong đứng đây nè. Chắc cô dâu chụp hình. Yeah. Say hi. Chị ơi, are you ready to have some fun tonight? Yếu quá đi. Are you ready? Đó, nãy là quá trời, quá sức, rất là mạnh mẽ. Duy Minh có cảm tưởng như đây là một cái live show. Không những là cái đám cưới, nhưng mà là một cái live show, quý vị biết không? Để Duy Minh mạn phép giới thiệu là trong cái chương trình tối nay đó, chúng ta tới có 4 ban nhạc, có nghĩa là chúng ta tới 18 nhạc sĩ. Quý vị có thấy cái đám cưới nào mà có 18 nhạc sĩ bao giờ không? Mà chúng ta có tới 40 ca sĩ luôn, mà chúng ta còn có ca sĩ đến từ khắp nơi phương trời trên thế giới. Chúng ta có ca sĩ là vùng DMV là chúng ta biết rất là nhiều anh chị em hát rất là hay, rất là tuyệt vời. Mà chúng ta còn có ca sĩ và nhạc sĩ đến từ California nữa, và đặc biệt chúng ta cũng có ca sĩ đến từ Việt Nam luôn đó quý vị ơi. Are you ready? Oh yeah. Chúng tôi, gia đình quan viên hai họ, rất là hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể Kỷ Nguyễn và cô dâu Christine Võ. Mà Duy Minh cũng xin phép để mà nêu cái tên Việt Nam của hai cháu. Christine Võ thì chúng ta gọi là Võ Như Khanh, cái tên rất là tuyệt vời. Cái con gái mà quý vị biết không, có cái tên Khanh nó như nó lạ lướt như thế nào á, giống như là ca sĩ Phi Khanh luôn. Quý vị còn nhớ là ca sĩ Phi Khanh không ạ? Võ Như Khanh là cô dâu của chúng ta, và chú rể là Nguyễn Vĩnh Kỷ. Quý vị không, cái tên Duy Minh á, biết cái tên này không biết là có họ hàng với vua chúa ngày xưa hay không. Cái gì mà có chữ Vĩnh là cảm tưởng giống như là dòng họ hoàng phái ngày xưa. Cho nên đó, đây là hai cái tên rất là đặc biệt của cô dâu là Võ Như Khanh và chú rể là Nguyễn Vĩnh Kỷ. Và lời nói đầu tiên, Duy Minh xin phép được thay mặt cho gia đình quan viên hai họ và toàn ekip thực hiện chương trình xin gửi đến quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất và trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, từ ngàn xưa cho đến bây giờ, mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài và nhiều diễn tiến đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Và song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã hòa nhịp, thì những đôi uyên ương luôn luôn gắn kết với nhau, cùng hòa nhịp trong một mái ấm gia đình, và nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Kính thưa quý vị và quan viên hai họ, kính thưa quý quan khách, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịnh cũng lần mà sang. Và chúng tôi
xin được phép quý vị để mời gia đình quan viên hai họ. Quý vị ơi, quý vị vỗ tay thật lớn cho cha mẹ cô chú rể, đó là bà Trần Thị Bé và ông Nguyễn Huy Hoàng. Xin mời cha mẹ cô chú rể, bà Trần Thị Bé và ông Nguyễn Huy Hoàng tiến về sân khấu. Quý vị thấy không, một cặp đôi rất là tuyệt vời. Cảm ơn cha mẹ của chú rể. Và một cái cặp đôi, phải nói bây giờ Duy Minh xin được giới thiệu, đúng là cặp đôi, nhưng mà ba của cô dâu thì không có mặt tối hôm nay. Thì Duy Minh xin được phép mời mẹ của cô dâu, đó là bà Lê Cam Linh, và cùng bà ngoại của cô dâu. Xin mời bà Lê Cam Linh và bà ngoại tiến về sân khấu quý vị ơi, cho chị Linh và bác gái một tràng pháo tay thật lớn, thật kêu và thật dài. Bác gái rất là xuất sắc và rất là đẹp tối hôm nay. Là niềm vui của con, là mỗi nhà, là gia đình. Quý vị ơi, đúng ra thì có thể đứng trên cao, nhưng mà hơi đây nó hơi cao và nó không có đủ chỗ. Cho nên Duy Minh nghĩ rằng mình đứng phía dưới thì khi mà chụp hình thì nó sẽ rõ ràng hơn và nó đẹp hơn. Và quý vị ơi, hai cái người kế tiếp nữa là Duy Minh sẽ được mời groom brother and sister-in-law Kevin Nguyễn và Phụng Tống. Xin mời anh Kevin Nguyễn và Phụng Tống tiến về sân khấu ạ. Và một cái cặp kế tiếp là Duy Minh xin được mời em trai của cô dâu và his plus one, đó là em Võ Lê Kha và Stephanie Triệu. Xin mời Võ Lê Kha và Stephanie Triệu. Are you ready to come up? Yes. Quý vị ơi, chút nữa Kha có một cái tràng, một cái chương trình rất là đặc biệt quý vị nữa đó nha. Kha rất là có tài luôn. Và sau đây Duy Minh xin được giới thiệu một cái dàn dâu phụ rể phụ. Mà quý vị biết không, những em này không những là dâu phụ rể phụ thường, mà quý vị thấy mà những em này đã tập dượt những cái chương trình nhảy múa rất là ngoạn mục. Mà khi mà Duy Minh thấy được á, giống như cái cảm tưởng như mình coi chương trình Thúy Nga Paris gì vậy đó, chứ nó không phải là thường nữa. Và cái cặp đầu tiên mà Duy Minh xin được mời đến hướng về sân khấu, đó là Stephanie and Lekha. Rồi phải không? Stephanie Lê Kha là rồi. Xin lỗi nha. Một làn pháo tay cho Stephanie and Lê Kha. They already came here. Và cái cặp thứ hai Duy Minh xin được giới thiệu, đó là Mỹ Hiền và Nguyễn Phúc. Xin mời Mỹ Hiền và Nguyễn Phúc ạ. Đặc biệt lắm quý vị ơi, xin mời Phương Nhi và Bảo Huy. Quý vị ơi, Phương Nhi là một người rất là dễ thương, rất là đặc biệt. À kìa, em là con gái của nữ ca sĩ Cẩm Thơ đó quý vị ơi, và nam nhạc sĩ Lê Quang đó quý vị. Phương Nhi và Bảo Huy, em rất là dễ thương. Và cái cặp thứ bảy nữa, xin mời em Thục Quyên và Casey. Thục Quyên và Casey. Cầm dễ thương chưa?
Thông Quyên và Casey. Quý vị ơi, và đây cái giờ phút trọng đại mà quý vị đã chờ đợi từ hồi chiều tới bây giờ. Hai cái người đẹp nhất, dễ thương nhất, nhí nhảnh nhất mà Duy Minh biết rằng á, cô dâu là nhõng nhẽo nhất luôn, nhưng mà rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị hướng về sân khấu và chào đón hai cái người đặc biệt nhất đêm hôm nay, đó là em Võ Như Khanh, cô dâu, và Nguyễn Vĩnh Ký. Chúng ta còn một cái vài nhân vật nữa, xin mời the bride oldest uncle family, anh Lê Quang Phúc, xin mời anh tiến về sân khấu. Xin mời anh Lê Quang Phúc ạ. Và xin mời chị Cam My, xin lời mời chị Cam My lên sân khấu, the bride on chị Cam My. Và xin mời chị Cam Thanh lên sân khấu luôn ạ. Xin mời chị Cam Thanh. Gia đình của chúng ta tới là, Duy Minh biết được là 9 người con, và 7 vị đó là 7 nàng công chúa và 2 hoàng tử rồi quý vị ạ. Đúng ra là Duy Minh được phép xin mời chị Cam Thơ, nhưng mà chị Cam Thơ sẽ đến trễ một chút xíu nữa, chị Cam Thơ sẽ lên sân khấu. Xin mời chị Cam Thi. Xin mời chị Cam Thi lên sân khấu. Xin mời cái anh này, anh bay tới là 24 tiếng đồng hồ mà anh tới đây như là cả tuần rồi đó quý vị. Là cái người con trai út của gia đình họ Cam. Xin mời anh Lê Quang Phi. Anh Phi ơi, xin mời anh lên sân khấu. Anh Phi đâu rồi ạ? Quý vị ơi, anh Phi, anh ta cầm cái tay, anh vẫy tay đây, anh đến từ Việt Nam đó quý vị ơi. Cho anh Phi một tràng pháo thật lớn. Anh rất là dễ thương và anh hát rất là hay. Ông bà, con xin trước hết thì con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tụi con và cho con được ngày hôm nay. Và con cũng cảm ơn ông bà, các bác, cô chú và tất cả bạn bè đã đến đây chung vui cùng chúng con. Tụi con rất là may mắn khi có tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn cháu Võ Như Khanh, và cái lời tiếp lời Võ Như Khanh là chú rể Nguyễn Vĩnh Kỷ. Em cháu có vài lời như cháu. Con muốn cảm ơn ba mẹ con, mẹ mới của con Cam Minh, với cô dì chú bác, tất cả bạn bè của mẹ Cam Minh, bạn bè của con với Như Khanh đã tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. I want to thank you, all my friends, joining me here, and Kristen's friends also. Thanks for coming and celebrating with us. Xin cảm ơn cháu. Quý vị ơi, bây giờ chắc mình phải hai cháu nó nói gì rồi, chắc chúng mình phải gõ ly thật lớn để hai cháu nó có một cái nụ hôn để mà đó là cái nụ hôn cho cái lễ hôm nay. Quý vị ơi, quý vị gõ ly thật lớn à. Bây giờ xin mời quý vị mở cái chai champagne nha, để chúng ta có thể đổ rượu luôn, cái chương trình đổ rượu cho chúng ta luôn. Xin mời hai cháu, kiss time. Thank you, quá là tuyệt vời luôn.
và chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình. Chúng ta mở những cái chai champagne để mà mở ra để mà chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho hai cháu Christine Võ và Kỷ Nguyễn. Không biết có ai phụ chút lễ để mà mở cái chai champagne không ạ? Xin mời anh. Quý vị ơi, quý vị có thể mở những cái chai champagne ở trong cái bàn quý vị để chúng ta cùng nâng ly để mà chúc mừng cho cái ngày thật là tuyệt vời của hai cháu. Ready? Yes! Did she say yes? Yes! Of course! Thank you! Chúc mừng hai cháu Christine Võ và Kỷ Nguyễn trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Christine Võ và Kỷ Nguyễn. Và sau đây chúng ta hãy chụp những tấm hình lưu niệm, xong rồi mình sẽ đổ sang cái một chương trình rất là đặc biệt. Quý vị ơi, một cái chương trình đó là hào hứng. Thì chúng ta có tới 40 ca sĩ, mà 18 nhạc sĩ luôn, và có luôn một cái người YouTuber rất là nổi tiếng toàn cầu nữa. Và người đó sẽ đến cúng hứng cho quý vị. Mình nhỏ hơn, rất là ấm cúng, vì mình được chứng kiến những cái hình ảnh của quý em làm những chương trình văn nghệ, múa hát rất là tuyệt vời. Một lần nữa, The Bright Maid and the Groom Man. Nhà hàng ơi, xin mời nhà hàng đem những cái ly rượu ra để chúng ta có thể khui champagne để cho quý vị được uống nha. Chúng ta có thể mà mở cái chai champagne cho tất cả các quý vị tới đêm nay. Mong rằng là cái chương trình của các em kế tiếp sẽ không có làm cho quý vị thất vọng. Tại cái chương trình nhảy múa của quý em rất là dễ thương à. Như mình bây giờ làm MC cầm luôn hai cái microphone quý vị. Không biết là bây giờ thì mình cho cô dâu chú rể first dance. Are you ready? Lớn cho cô dâu Võ Như Khanh và chú rể Nguyễn Vĩnh Kỷ. Đây là cái đám cưới đầu tiên mà Duy Minh vỗ tay. Cái đám cưới đầu tiên mà Duy Minh thấy được rằng là cô dâu chú rể vừa hát mà vừa nhảy luôn, chứng tỏ rằng đây là một cái gia đình nghệ sĩ, phải nói là con nhà nòi chứ không phải là dạng vừa đâu quý vị ạ. Và một lần nữa, chú rể và cô dâu Nguyễn Vĩnh Kỷ và Christine Võ, thank you hai con. Và để nhường lại sân khấu cho một cái dàn bride maid mà nãy giờ quý vị biết là các em chờ rất là lâu mà tập dượt rất là công phu. Xin mời anh Hùng chơi nhạc lên để các em có cống hướng quý vị một cái chương trình nhảy thật là đặc biệt, dancing. Ok, are you guys ready? Anh đi sao? Sao đây anh đi sao?
xin cảm ơn các em rất là nhiều. Cô Dâu à, chị có biết chuyện về công chúa bông bông không? Kể cho em nghe với. Ồ, rồi sao nữa? Quý vị ơi, đây là con út của gia đình của chị Cam Linh. Xin mời quý vị, anh Quang Phi. Xin mời anh. Tất cả các anh chị, tất cả quý vị, nhạc phẩm. Vì đó là em của nhạc sĩ Diệu Hương. Thôi để dưỡng sức thì mai bay. Thì nhạc phẩm chị Thơ yêu cầu thì đó bài bài hát nhạc Việt, nhạc Ý lời Việt, bài hát Say Tình để thay đổi không khí cho nó sôi động hơn. Xin kính mời tất cả quý vị. Quang Phi một tràng pháo tay thật lớn, thật kêu và thật dài. Tại vì ngày mai anh Quang Phi đã về Việt Nam rồi, 10 giờ sáng anh bay mà nay anh hát 3 bài luôn. Quá trời quá đất. Yeah.
Rồi, nhưng mà em cũng muốn chúc lại lần nữa là chúc anh Tài với lại chị Ti sẽ có một cuộc sống hôn nhân thiệt là viên mãn, thiệt là vui vẻ, hạnh phúc. Lúc nào cũng yêu thương, nhường nhịn, trân trọng lẫn nhau, lúc nào cũng buồn vui sẽ chia, lúc nào cũng nhớ đến nhau, nghĩ đến nhau. Tục tương lai một con đường, cho dù có trong gai hay là thế nào cũng sẽ luôn nắm tay nhau, đi bên nhau. Một lần nữa em xin chúc mừng ngày vui của anh chị và cảm ơn anh chị đã cho em được tham dự cả hai buổi tiệc luôn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. I love you. Hello chị Ti, hello anh Tài, em Khanh nè. Em chúc cho chị với anh Tài có một cái đám cưới thật là suôn sẻ và đáng nhớ. Chúc cho anh chị sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Chia sẻ với nhau những điều khó khăn trong cuộc sống và những niềm vui. Em chúc cho anh chị sẽ có được một gia đình nhỏ thật là đáng yêu. Thật tiếc là không có mặt ở buổi tiệc, nhưng mà em sẽ gửi niềm vui của em, sự chúc mừng của em từ Cali đến cho anh chị. Chúc mừng anh chị ạ. Hello, congratulations on your wedding, Titi and Antai. I hope that you guys will stay together forever, get a big house and kids, and all the cousins will come over and hang out with you and get bored with you. I'm super excited that we're gonna be celebrating your marriage again today. Super exciting. And yeah. Congratulations, we wish you all the best. Ê Ti ơi. Ủa, tưởng Ti giỡn mà. Ủa, tưởng Ti giỡn mà. Chúc mừng chị Ti nha. Hai chị Ti với anh Tài. Ủa, hai chị Ti với anh Tài. Chúc chị Ti với anh Tài luôn trăm năm hạnh phúc và vui vẻ mọi. Dạ rồi, vậy thôi. Hai Như Khanh, chúc mừng Như Khanh đã thoát kiếp FA thành công. Và cũng chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc và sớm sinh được nhiều em bé dễ thương nha. Hello Như Khanh, chúc mừng hai cậu nha. Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc. Happy wedding. Congratulations cô Khanh and cậu Kỷ. We wish you a lifetime of happiness and love. We had a blast last week. Thank you for having us. Okay, giơ tay đi Huy, giơ tay chúc mừng nhé. Yeah. Hello. Vân Anh với anh Triết chúc cho Như Khanh và Tài mãi mãi hạnh phúc. Trăm năm hạnh phúc từ thầy sĩ. Bye. Hello Như Khanh và Tài. Xin chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn luôn mãi mãi ở bên nhau và hãy luôn có một cuộc sống hạnh phúc nhé. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Như Khanh với Tài, thì Mỹ Hiền xin chúc hai bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày tháng sau này, và cũng chúc hai bạn mau mau sinh được hoàng tử với công chúa để Mỹ Hiền còn được lên chức nữa. Để Mỹ Hiền còn được lên chức nữa. Chị Ly chúc Ti với Kỷ trăm năm hạnh phúc, luôn luôn thương yêu nhau như ngày đầu tiên, nhất là nhường nhịn nhau.
sống suốt đời với nhau thì phải biết tha thứ, phải hy sinh. Rồi dì mong muốn hai con có thật nhiều con cái, ít nhất cũng phải hai đứa nha. Ok, dì thương hai con nhiều lắm. Ok, Chúa luôn ở cùng các con nha, để phù hộ các con. Chúc mừng hạnh phúc hai con bé Ti và Tài. Cậu luôn mong muốn cho hai con được thứ nhất là trăm năm hạnh phúc, sống tới răng long đầu trọc, sống tới răng long đầu trọc, cô quên răng long đầu bạc, răng long đầu bạc, và luôn luôn đi bên cạnh nhau để hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống, và luôn luôn lúc nào cũng thật bền chặt và thật cần nhau hai con nhé. Chúc mừng cậu Phúc nha. Cậu Phúc chúc hai con trăm năm hạnh phúc, vui vẻ và sống nhau đến trọn đời. Rồi đến Mợ Hằng thì sẽ chúc con với lại chú rể được vui vẻ và được hạnh phúc thật nhiều và trọn vẹn trong trăm năm răng long đầu bạc. Bé Ti ơi, dì Thơ đang ở trong emergency, nhưng mà cũng quay cái clip nhanh cho chúc mừng bé Ti và Tài nha. Chúc bé Ti và Tài luôn luôn hạnh phúc nha, mãi mãi bên nhau, tới răng long đầu bạc nha. Hello hai con, mẹ rất là hạnh phúc bởi vì ngày hôm nay là cái ngày trọng đại nhất của đại gia đình mình, là hai con lấy nhau. Thì mẹ nghĩ là thật sự là cái ngày thật rất rất là hạnh phúc nhất trong đời của mẹ. Mẹ nghĩ mẹ muốn là chỉ dặn hai con là lúc nào người nhìn nhau, nói người này nói thì người kia phải nghe, không mình phải nghe và mình nhìn. Rồi con phải nghĩ là lúc nào là con được như vậy là Chúa cho con, thì con phải mỗi giây phút là con phải tạ ơn Chúa. Mà tại vì hồi nhỏ tới giờ, từ lúc đẻ con ra tới giờ là mẹ thấy là Chúa là bless con, là từ nhỏ tới giờ luôn, là coi như cũng 29 năm rồi. Tại vì hồi nhỏ con với mẹ mỗi lần mà con đi thi hay là con làm gì, bất cứ cái gì, mẹ với con cũng ngồi lại để cầu nguyện với nhau. Cho nên là mẹ nhắc nhở con vậy thôi. Nhớ là lúc nào cũng phải cầu nguyện Chúa và tạ ơn Chúa và nhường nhịn nhau, và hạnh phúc trăm năm hạnh phúc, và hạnh phúc đến răng long đầu bạc, không có gây lộn với nhau hoặc cái gì, phải nhường nhịn, thấy không? Thì mẹ thấy hai đứa cũng rất là hiền, rất là yêu thương nhau. Mà cái yêu thương đó càng ngày là càng phải yêu thương nhiều hơn, chứ không có được nó giảm đi dù vì một cái lời nói. Cho nên là càng ngày càng yêu thương nhau hơn, càng yêu thương nhau hơn, càng nhường nhịn và càng hiểu nhau hơn, là phải càng yêu thương cho đến chừng nào răng long đầu bạc luôn, phải không? Rồi, chúc mừng hai con và cả đại gia đình mình luôn, là cũng là rất là vui, hạnh phúc. Cái giây phút này là hạnh phúc nhất trong đời. Mình tạ ơn Chúa. Bên ngoài chúc hai đứa Ti Ti Tài được hạnh phúc, luôn luôn được Chúa che chở. Đừng có quên Chúa nghe.
Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.